Ta còn u cười cười Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành nha. Thì sáng nay em còn cục thịt heo, giờ em sắt ra em kho với em nấu canh với bi đào. Giờ em nấu nước để em nấu canh trước cô chú anh chị. Nấu canh trước lát cái khô thịt sau. Bây giờ em ốp thịt để em kho nha cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với em nha. Mời bạn ăn cơm với hai chồng. Đúng rồi, ăn thịt kho. Nãy em kêu anh giải với ăn cơm với em phải không? Thời gian cho ăn cơm hả? Ngay là tâm bự lên, thằng ba. Thế là để ăn sủng nhảy 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 hồi cái ngỗng mà cái hồi nãy em để nó nước nó sống lại. Hồi nãy không biết còn sống rồi. Không còn động. Đến đây mà ăn rồi. Thế xong có thầy nhóc của anh mới có không? Dạ, em biết. Hẳn là anh thấy không? Dạ. Sáng nhảy ra 20 con nữa. Nãy em dở cái này nhảy lên xuồng em quên thay bắt ra rồi. Con càng ngẫm rồi đó. Nó lại ngẫm rồi đó. Mà đâu là nhện nó mạnh mẽ ra. Mạnh mẽ thì nhện ra. Ăn cơm bắp không? Cho rồi đó. Thôi mới giận em kho hộp thơ ảo mà thật ngon quá ngon. Nó nhão nóng chứ sao nó được nhão ngon cũng nóng tay như vậy.
ít chút. Nó khô ăn nổi, não quá ăn được. Không được lắm. Não mà để qua đêm đi thôi. Ẩm người ăn có nhiều quá rồi mình khổ chết. Nó thật ghê à. Cứ ăn rồi. Cái này là bông luôn á. Gì không? À để nhắn. Bước nào? Bước nào mới dậy đó. Hay quá, hay quá. Rồi ăn đó, thảm nghĩa ăn nữa. Hỏi hư đi. Có bảo em ăn cua thì cơm dữ lắm mà sao thiếu anh chi bảo mình nói hay chứ bác sĩ nữa à. Không phải ăn bánh tét á, bỏ lo ăn nhớ ăn mấy cái cơm cho có sữa nó bú. Chị hai có bánh tét ngon không? Anh làm sao? Cái này nó nguyên mình ở nhà được không? Không bỏ ở nhà. Bây giờ nếu như anh lên cơm anh cũng không có về được đâu. Thật rồi, tháng nghỉ 2 ngày phải không? Ừ. Có thể chứ quay lên lại hết tháng là nấu. Nhưng mà lặn nó chịu anh chạy về anh chút xúc được nó. Đất nhớ cũng dở rồi. Giờ ngủ. Nó giữ cái cực luôn. Không ngủ. Ăn dặm với nè. Nó dặm nè. Bỏ nó chứa mình. Bắt cái hạt cũng sụm, bỏ nhỏ lên, nhỏ lạc rồi. Nó nhỏ lạc anh hay rồi. Nên sao là cái chổi đó nhà. Chứ anh là công ty ở dưới ha. Thôi anh cũng mà hơi dạ như vậy. Mình giật cũng ngủ rồi. Anh biết. Rồi.
làm đó là tháng mua xíu mà ngồi thăm tháng tư mới mua đó. Mua sớm mua trễ mưa nước xuống mưa thốn mắt người ta đâu có thả con gì đâu. Nói mà nghe nó bắt cái thả cái gì này nó gật này. Nói gì mặt đó gì nữa. Nó làm nhiều còn nhiều đó. Phải là anh đi nha. Anh đi để xe nhà cho em ha. Gì nữa? Có mua gì đi đó mà một người con gái hay là mua gì bắt con muốn chơi trẻ. Nó gửi nó là nhớ xe nhà đi. Nó còn gửi là xe mượn xe. Mà đúng rồi mà không được nên là anh chị đã về tới lui không có xe dựng. Tiếp chị có Tùng nó bên này đang ngon lạnh không anh? Đạp cái một làm ngon nó cũng tiện có không được triệu không mấy triệu nữa đó luôn. Rửa ơn nhà hay thịt sắt. Mắt nữa mà mẹ ngủ như ba mẹ qua mẹ tắm và mẹ dơi ngủ. Chúc chơi xin hết đóng anh à.